Alo, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình. Wow, thấy giống Tết vậy các bạn. Ở Sacramento cũng rộn ràng rồi nha. Wow, có xài nữa nè ha. Mắng cầu à, mua xài mắng cầu đu đủ, có đu đủ nè ha. Có chuối nữa nè. Cái cây này 300 đồng một cây á. Thấy cũng rộn ràng rồi ha. Năm nay có mấy cây mãng cầu với lại mấy cây đu đủ đi, nhìn thấy nó xôm tụ nè. À, thấy mãng cầu, nhà đúng rồi. Mãng cầu với đu đủ. À, cầu đủ xài nữa ha. Wow, rộn ràng Tết quá các bạn ơi. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Vâng, hôm nay mình ra cái khu chợ Việt Nam. Các bạn thấy rộn ràng Tết chưa? Có cái mãng cầu nè, có cây xoài nè, có mấy cây xoài nữa không? Bây giờ thì ở đây cũng chuẩn bị đón Tết rồi đó các bạn. Nó cũng rộn ràng lắm. À, có những cái phần quà nè, giống như quà để chuẩn bị mua để tặng bà con nè. Có giá đàng hoàng là 39 đô một cây. Chỗ này là đệ nhất khô bò. Còn chỗ này là người ta đứng xếp hàng đợi lấy bánh mì nè các bạn. Bánh mì Đức Hương đông nhất ở thủ phủ của Sacramento, California. Mỗi lần mua bánh mì là phải xếp hàng gì á, rất là đông người. Cũng có một người homeless ở đây. Khi mà mình mua đồ thì mình vào trong đứng xếp hàng tới lượt phim mình. Xong rồi thì mình lấy số, mình mua mình trả tiền rồi mình lấy số ra ngoài này mình đợi. Mình cũng đang đợi. Khu này trung tâm của người Việt không đó các bạn. Đó có bên kia có chợ Bến Thành nữa kìa. Nail Supply. Bữa nay nhà mình không có nấu ăn nấu uống gì cho các bạn ơi. Chuẩn bị về Việt Nam rồi thôi. À, ra mua đồ ăn, bánh mì, phở. Mình ghé cái tiệm phở Bắc Khoa Việt. Phở Bắc Khoa Việt chủ nhân là anh Cung. Bây giờ chỗ này thì nhường lại cho mấy đứa con nó run cai quản phở Bắc Khoa Việt. Đây là một cái phở đầu tiên luôn ở đây luôn nha các bạn nha. Nói đầu tiên thì cũng không đúng, nhưng mà một trong những cái phở đầu tiên ở đây rất là ngon luôn á các bạn. Nếu các bạn có ấy thì ghé ủng hộ dùm nha. Ở Sacramento. À, đến Sacramento, California thì ghé phở Bắc Khoa Việt.
Mình vào đây mình chỉ pick up order thôi. Hello, cho pick up cái phở đặc biệt to go. Dạ. Rồi xuống dưới của anh Cung ở dưới kia thôi, ở Elcro thôi. Wow, ở đây cũng trang trí lại hết trơn này ha. Lâu rồi mới đầu gặp em lại à. Dạ, bao nhiêu tiền vậy? Dạ, 15-23. 15-23. Dạ. Sao rẻ quá vậy? Dạ. Ngày xưa cái tiệm này đắt lắm các bạn ơi, lúc nào cũng đông người hết trơn á. Anh có anh Cung anh có nhiều cái chi nhánh lắm. Hồi đó có tới 8-9 cái khoa Việt lần rồi ha, ngày xưa á. Năm nay tôi đúng rồi, hai đứa cháu của ảnh, tuổi con ảnh có đứa cháu tuổi rồng mà phải không? Tại vì hai đứa con mình cũng tuổi rồng. Ok, gặp sau nha. Rồi ok, Happy New Year. Trên con đường Stockton Boulevard này là người Việt không các bạn? Mấy cửa hàng này kia toàn là của người Việt không? Có nhiều người gọi nôm na là chỗ này là Trần Đại Lộ Trần Hưng Đạo. Bà xã mình đi xa, đi máy bay thì phải bị say sóng. Cho nên mình vào đây, ở chỗ này là Asian Plaza, có bác sĩ Hùng, bác sĩ Hoàng Gia Hùng, Hoàng Gia Thí Dũng, rồi có pharmacy, thuốc tây ở trong đây. Thì mình vào trong đây, mình mua thuốc say sóng. Ở trong này muốn gặp bác sĩ chắc cũng lâu lắm các bạn ơi. Bệnh nhân lúc nào cũng đông nghe hết trơn. Thấy chưa? Đông lắm thấy không? Thôi mình vô đây mình lấy thuốc. Chị nói sao? Ở đúng rồi 3 tiếng à? Mình vào chỗ này cái mình đợi lấy thuốc say sóng, có chị này ngồi nói chuyện mua vé máy bay. Với lại về bà xã hay bị cái say sóng với tiêu chảy rồi á đó, tự ra thôi vô đây sẵn mình mua thuốc để mình đi về luôn. Ủa chị không có về Việt Nam hả? Không, mới qua đây 9 năm hả? Chị đi diễn gì qua? Chồng bảo lãnh. Ông xã bảo lãnh ha. Giờ là có nghĩa là đoàn tụ gia đình ha. Chồng bảo lãnh qua, lần đầu tiên xuống sân bay gặp lại chồng mình mừng đó ha. Hôn một cái kỷ niệm tại sân bay liền ha. 9 năm rồi, về Việt Nam lần nào chưa? Chưa, tính qua hết 5 năm về. Vậy là chị cũng lâu á. Chứ người ta nhiều khi có qua mấy năm người ta về Việt Nam. Ở đây buồn quá ha. Mà không có ba má rồi, còn về chi nữa. Có mấy đứa con, mấy đứa em, có mấy đứa em cha. Rồi, ở Việt Nam chị ở đâu? Ở Đồng Nai, ở thành phố á. Thành phố. Cũng gần Sài Gòn mà. Gần. Mình thì ở Sài Gòn. Ở Tân Bình á. Ra đây vui vui cũng gặp đồng hương nói chuyện cho vui. Chỗ này bác sĩ mà vừa khám xong xuôi cái mình qua đây phòng văn phòng bác sĩ bên đây. Cái mình qua đây cái mình lãnh thuốc luôn các bạn. Lấy thuốc luôn. Ở bên đây thì có bảo hiểm của nhà nước cho anh nha, cho nên không có tốn tiền. Chứ nếu mà khám bệnh mà với lấy thuốc tốn tiền thì ít lắm. Free thì người ta đi đông lắm.